Kim Hoàng xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình giải đáp thuế vụ của Vietfay TV ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị khán giả hiện diện trong phòng thu hình của Vietfay TV là anh David Ngô, chuyên viên Sở thuế liên bang. Xin kính chào anh David. Trước hết xin chào cô Kim Hoàng và cũng xin được hân hạnh kính chào quý khán thính giả của Vietfay TV. Kính thưa quý vị khán giả, trước khi bắt đầu chương trình, Kim Hoàng có một thông báo muốn gửi đến quý vị, đó là chương trình này chỉ có mục đích phổ biến các thông tin tổng quát về thuế vụ. Luật thuế có tính cách phức tạp và ngay cả những khác biệt chung đỉnh về hoàn cảnh có thể dẫn đến những kết quả về việc thuế ứng dụng khác nhau. Do đó, nếu quý vị khán giả nào cần có những lời chỉ dẫn cho những trường hợp cá biệt của quý vị, xin vui lòng liên lạc với cố vấn thuế vụ hoặc với các kế toán gia của riêng mình. Và kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì Kim Hoàng cũng có trao đổi với anh David về những cái thông tin mà mình sẽ chia sẻ đến quý vị khán giả ngày hôm nay. Và một trong những vấn đề mà theo anh David thì có rất là nhiều thắc mắc đó là cái vấn đề về GST. Do đó trong chương trình ngày hôm nay thì Kim Hoàng và anh David sẽ xin được gửi đến quý vị tất cả những thông tin về cách khai thuế GST mỗi 3 tháng cho các thương vụ, phải không thưa anh? Thì thưa Kim Hoàng, thì thưa quý vị khán giả, thì cái vấn đề GST thì thực ra thì nó cũng đã có 13 năm nay rồi, tức là bây giờ tôi cũng xin trở về cái lịch sử GST chút xíu. Là kể từ 1 tháng 7 năm 2000 thì chính phủ bắt đầu đưa ra Áp áp dụng. dụng cái đạo luật về GST. Thì nói chung là GST tức là Goods and Services Tax, hay là nó dịch ra tiếng Việt là thuế hàng hóa và dịch vụ. Thì cái thuế này nó đánh trên một số hàng hóa cũng như là một số dịch vụ mà phải có GST trong đó. Thì khởi đầu từ tháng 7 năm 2000 thì bà con ta cũng hơi xôn xao về vấn đề là có thể là mình phải trả thêm 10%. Như vậy là cái chi phí của mình Nó hàng nặng ngày ha. này kia nó sẽ nặng thêm 10%. Thì lúc đó dư luận cũng rất là xôn xao. Thì sở thuế chúng tôi cũng có đặt một cái bàn thông tin tại Cabramatta trong cái thời điểm đó. Thì nói lại cũng cho nó vui là cái bàn thông tin chúng tôi đặt ra tại đó chỉ trong vài tiếng đồng hồ đầu là tất cả hồ sơ giấy má người ta đã thu lượm hết. Thì chúng tôi phải gọi về sở thuế để mà xin Tại sao thêm thưa thông anh? tin. Tại À, có vì nghĩa mọi là người họ họ cứ thắc thấy mắc quá GST, nhiều. họ cứ thắc mắc muốn biết là nó ảnh hưởng đến mình như thế nào. Và cũng có một hai bà cụ lớn tuổi đến gặp chúng tôi hỏi cái này là cái gì đây anh. Thì chúng tôi nói à đây là cái thuế GST mới đó thưa bác. Thì mấy bà cụ nói à thôi có gì anh đưa hết cho tôi đi. Thì tôi cũng nói là thôi xin lỗi bác là chúng cháu chưa có kịp thời gian để mà dịch ra tiếng Việt, thì đây là toàn bằng tiếng Anh. Thì mấy bác nói là không sao cứ đưa tôi đi rồi tôi về đưa cho con cháu đọc. Thì cái câu chuyện nho nhỏ này nó cũng nói lên cái niềm quan tâm của nói chung Của đại những đồng dân người chúng về vấn đề GST vào ngay đúng thời điểm đó. dạ Thì qua một thời gian 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, bây giờ là 13 năm, thì đối với những cái người chúng ta, những người tiêu dùng của chúng ta thì cái vấn đề GST nó cũng đã lắng xuống rồi. Thì bây giờ thí dụ mình có muốn ra tiệm đi ăn, tiệm ăn tối hay là ăn trưa hay là ăn tô phở hay là mua ổ mì thịt, hay là các cô các bà chẳng hạn muốn đi ra làm tóc hay là sấy tóc nhuộm tóc chẳng hạn, thì chỉ có so sánh cái dịch vụ hay là cái món ăn đó nó có ngon hay không và cái giá cả, chứ người ta cũng không có nhìn cái GST trong đó nữa. Thì đại đa số là cái chuyện GST đối với những người tiêu dùng nó đã lắng xuống. Tuy nhiên đối với sở thuế thì vẫn còn có cái nhiệm vụ là phải thu cái thuế GST này để mà chi dùng cho tất cả cộng đồng dân chúng. Và đối với những cái cơ sở kinh doanh thì những cơ sở này người ta vẫn phải có nhiệm vụ báo thu cáo GST cho chính cho phủ. sở thuế. Thành ra cái chuyện này nó đối với chúng ta thì nó đã trầm lắng xuống, nhưng mà đối với sở thuế cũng như các cơ sở kinh doanh thì đây vẫn là còn một cái vấn đề để cần phải nhắc nhở Cần phải thường bàn xuyên. thảo, và cũng đó là một cái lý do là tại sao cái hàng năm hoặc cái sở thuế cứ ra những cái thông báo liên tục nhắc nhở về phải khai thuế GST mỗi 3 tháng. Và theo như Kim Hoàng được biết thì tất cả những cái chủ doanh nghiệp mỗi một 3 tháng họ phải điền cái tờ cái Business Activity Statement Thì đúng. để nộp cho sở thuế để họ tính ra được cái con số GST họ thu được bao nhiêu và con số họ còn phải đóng thuế Thì lại. đúng như vậy. Nhưng mà họ cũng rất là hay mắc lỗi thưa anh, thì có Thì cái như cô Kim Hoàng vừa đề cập là cái Business Activity Statement thì mình gọi tắt là BAS cho nó dễ nhớ, BAS là BAS. Thì nói chung với đại đa số các cơ sở kinh doanh thì người ta phải điền cái tờ BAS này hàng mỗi 3 tháng.
và nộp cho sở thuế. Trong cái tờ BAS này thì cái quan trọng, một trong những cái đề mục quan trọng phải khai đó là cái phần GSC. Thì GSC trong này nó gồm có hai phần. Một phần là cơ sở đã thu được bao nhiêu GSC trong cái thời gian đó. Cái phần thứ hai là cơ sở đã chi ra bao nhiêu tiền để mua những cái hàng hóa, những sản phẩm hay là những cái dịch vụ dùng cho kinh doanh của mình, và cơ sở đã phải trả cái GSC đó. Thì cái nguyên tắc của GSC là như thế nào? GSC là cái thuế mà áp dụng trên người tiêu dùng. Thì người tiêu dùng là chúng ta, là những người dân chúng ta. Chúng ta đi ăn, đi uống, chúng ta đi mua máy móc, TV, radio, hay là chúng ta đi ra những cái dịch vụ cắt tóc, uống tóc, nói chung là tất cả những cái dịch vụ mà không được miễn GSC thì chúng ta phải trả cái tiền đó, và cơ sở họ có nhiệm vụ thu cái tiền đó. Đó là cái trách nhiệm của cơ sở. Có phải là trong những cái mà dịch vụ mà anh nói thì thường luôn trong những cái hóa đơn họ thì họ có cái phần tổng cộng là cái tiền phải trả bao nhiêu và cái phần cuối cùng là cái GSC là bao nhiêu? Đại đa số trong các cái hóa đơn nó đều có cái phần GSC trong đó, với điều kiện là cơ sở đó có đăng bạ GSC họ mới được quyền tính cái GSC. Nếu mà cơ sở không đăng bạ GSC thì họ không được quyền tính cái GSC đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có một số cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ được miễn GSC. Thì nói chung là những cái sản phẩm hàng hóa mà khi mà chúng ta mua về chúng ta phải chế biến chúng ta mới có thể dùng được. Thí dụ chúng ta mua gạo, mua mắm, mua muối, mua đường, chúng ta không có ăn trực tiếp mà chúng ta phải về phải nấu nướng, phải chế biến này kia, thì những cái sản phẩm đó được miễn GSC. Nó rất là confused người tiêu dùng, tại vì có những cái mà giống như anh vừa mới nói, có những mặt hàng không miễn được miễn GSC và những mặt hàng cũng trong cái lĩnh vực ăn uống nhưng mà cũng có những cái mặt hàng mà bị đóng GSC. Dạ thưa đúng, thì cái vấn đề mà biết được sản phẩm nào, hàng hóa nào có GSC và sản phẩm hàng hóa nào không có GSC, cái đó là một cái mà mắc mớ mà rất là khó khăn cho các cơ sở. Thì chúng tôi có ra một số cái quyển sách nhỏ, những cái booklet về vấn đề GSC cho thực phẩm hàng hóa. Thì trong đó chúng tôi có liệt kê tất cả những cái món hàng nào mà có GSC và không có GSC. Tôi nói thí dụ một cái điển hình, thí dụ điển hình nho nhỏ thôi, là thí dụ một cái loại mà nut, là nut tức là những cái hạt đậu, cái loại đậu. Thì có một số nut được đem phơi khô rồi đem bán thì người ta vẫn có ăn liền, người ta không có phải chế biến gì cả, nhưng mà nó là được đem phơi khô một cách tự nhiên. Còn những cái loại nát mà phải qua những cái lò sấy để cho nó khô, nó giòn, thì cái loại nát mà qua cái lò sấy đó là có GSC, và những cái mà đem phơi khô tiêu dùng thì lại không có GSC, thì nó rất là rắc rối. Nhưng mà chúng tôi có một cái quyển sách để mà hướng dẫn cụ thể, hướng dẫn cụ thể từng chi tiết một. Cái quyển sách đó nó có thông tin bằng tiếng Việt không thưa anh? Dạ thưa, thì quyển sách thì rất đơn giản thôi. Dạ. Thì chúng tôi không có dịch ra tiếng Việt, nó chỉ liệt kê một số sản phẩm nào rồi nó để là GSC free hay là có GSC trong đó. Dạ. Thì nói chung thì cô Hoàng cũng như quý khán giả là yên chí đi, là bây giờ mình cứ tiêu dùng nhu cầu của cá nhân của gia đình như thế nào thì mình cứ tiêu dùng, và mình so sánh cái giá tiền cũng như là cái chất lượng của cái sản phẩm nó vừa ý chúng ta, hợp ý, hợp túi tiền thì chúng ta mua thôi. Chúng ta cũng không cần phải nghĩ đến cái vấn đề là có trả GSC cho món này hay là không. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đi mua hàng hóa mà đại khái là những cái thí dụ máy móc hay này kia thì đương nhiên có GSC rồi. Còn chúng ta đi mua tại các cái tiệm thực phẩm Á Châu hay này kia thì cái chuyện đó thì chúng ta cũng nên quên đi để đỡ bận biểu với tâm trí mình. Một câu hỏi nó hơi ngoài lề một chút xíu thưa anh. Giống như anh nói là tất cả cái business owner, những cái chủ các cơ sở kinh doanh họ có quyền khai cái vấn đề để mà họ chi bao nhiêu GSC và họ thu lại, họ lấy là họ claim back được bao nhiêu tiền GSC. Nhưng mà người tiêu dùng đó thưa anh, khi họ trả, họ mua những cái món hàng điện tử hoặc là những cái món hàng nó có giá trị tương đối cao thì họ đóng 10% cho GSC cũng thật sự là cũng khá là nhiều, có nhiều món hàng nó lên tới vài ngàn đô. Thì những cái đó có cách nào họ làm lại được hay không? Dạ, chúng ta chỉ có quyền khai để lấy lại GSC nếu mà chúng ta mua những cái đó cho cơ sở của mình và cơ sở của mình có đăng bạ GSC. Thì chúng ta mua lấy lại, chúng ta có thể khai lấy lại cái GSC. Nhưng mà nếu mà chúng ta là cái người tiêu thụ cuối cùng thì chúng ta không lấy lại được tiền đó. Thì cái đó là cái đóng góp của dân chúng cho cái nguồn tiền bạc của chính phủ. Còn đối với cái cơ sở thì cái mục đích của GSC như thế này là tại vì GSC là chỉ áp dụng cho cái người tiêu thụ cuối cùng. Các cơ sở không phải là người tiêu thụ cuối cùng, họ là những người mua về
rồi họ bán lại hoặc là họ mua về rồi họ chế tạo ra sản phẩm hay là họ cung cấp những cái dịch vụ này kia, thì họ phải trả cái GC trong khi họ điều hành cái cơ sở doanh nghiệp của họ, thì những cái GC đó họ được quyền khai để mà lấy lại. Tức là trong cái tờ business statement hay tờ BAS nó có hai phần, một phần là GC đã thâu vào và một phần GC cơ sở đã trả ra, thì hai cái đó sẽ balance với nhau. Nếu mà thâu vào nhiều hơn là trả đi thì cơ sở phải đóng cái số tiền sai biệt, còn nếu mà thâu vào ít hơn là trả đi thì cơ sở sẽ được lấy lại cái phần sai biệt đó. Như vậy thì thưa anh, giống như anh vừa nói là cái GC, cái BAS là mỗi 3 tháng. Có nghĩa là vào cuối tháng 3, cuối tháng 6, cuối tháng 9 và cuối tháng 12 thì tất cả các chủ doanh nghiệp họ phải có nhiệm vụ khai báo cái đó cho sở thuế. Nhưng cái thời gian trễ nhất thì họ có thể nộp là vào cái, em nói thí dụ là bây giờ mình đang ở vào cái giai đoạn sắp sửa 30 tháng 3 là mình phải khai cái GC. Tuy nhiên nếu mà họ bị chậm trễ thì cái thời gian nào là được trong cái khoảng cho phép thưa anh? Thì như thế này, thì sở thuế cho phép mình có được 28 ngày để mà điền rồi nộp cái tờ BAS. Thì đối với một số cái 3 tháng, một số cái tam cá nguyệt bình thường thì cái ngày 28 sau đang là cái ngày 28 tháng 4 mình đang nói về tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 thì tháng 4 là phải khai báo. Tuy nhiên đặc biệt đối với tháng 10, 11, 12 tức là những cái tháng cuối năm, thì quý vị khán giả cũng biết là cuối năm thì chúng ta cũng bận rộn trong vấn đề mà thu xếp cái vấn đề doanh nghiệp của mình nó như thế nào, rồi mình coi thì là trong năm kết quả ra sao, rồi lại cái thời gian là lễ Giáng sinh đến, rồi lại Tết Tây đến này kia cũng rất là bận rộn. Thành ra chính phủ họ cho thêm một tháng nữa, tức là tháng 10, 11, 12 thì đến 28 tháng 2, tức là thêm một tháng nữa để cho chúng ta nộp tờ BAS. Tuy nhiên đối với những cái tam cá nguyệt bình thường mà phải nộp vào ngày 28 của tháng sau, nếu mà chúng ta nộp qua cái hệ thống điện toán, chúng ta nộp thẳng qua máy computer thì họ cho chúng ta thêm 2 tuần để chúng ta thu xếp việc đó. Okay. Thì đây có nghĩa là một cách có... để sở thuế họ khuyến khích chúng ta nên dùng cái hệ thống online để mà làm cho những nhanh, cái service về nhanh vừa gọn mà vừa bảo mật vừa dễ dàng cho chính mình cũng như là dễ dàng cho sở thuế. Nói một cách khác đó, nếu như mà tất cả những cái thu nhập, những cái doanh nghiệp nào chưa khai thuế GC vào cái dịp 30 tháng 12 vừa rồi thì họ vẫn còn, hiện tại là mình đang là tháng 2, thì họ vẫn còn cái thời gian là khoảng tới 28 tháng này. Tuy nhiên là họ sau đó là họ còn thêm được 2 tuần nữa là 14 ngày nữa nếu họ làm online. 28 tháng 2 là không có được gia hạn nữa. Thì đã gia hạn rồi thành ra không gia hạn nữa. Chỉ gia hạn cho những cái những cái quý còn lại thôi. Với điều kiện là mình nộp qua hệ thống online, tức là qua hệ thống điện toán thì họ cho thêm 2 tuần. Có nghĩa đó là sự khác nhau giữa mình nộp bằng manual hoặc là nộp bằng cái điện toán. Nếu như mà họ muốn có một cái hiểu biết thêm, tại vì theo Kim Hoàng được biết thì rất là nhiều những cái chủ doanh nghiệp nhỏ của người Việt thì họ cũng không có sử dụng cái service đó thường xuyên. Thì nếu mà họ muốn biết để mà làm thế nào để nộp online, họ có thể liên lạc với anh David, với Sở Thuế Liên bang, anh có những cái hướng dẫn trực tiếp được hay không? Dạ thưa được, thì cái chuyện đó thì cũng không khó khăn lắm. Thì quý vị cũng có một số cái lựa chọn để mà tìm cách làm thế nào để nộp qua hệ thống điện toán. Thì cái cách thứ nhất là quý vị có thể vào thẳng trong website của Sở Thuế tại địa chỉ là ato.gov.au, xin lặp lại là ato.gov.au, vào tìm trong cái phần của business, tức cơ sở kinh doanh, rồi mình chỉ cần search cái online thì họ sẽ đưa ra tất cả những cái hướng dẫn. Thì đại khái là mình phải vào, mình phải đăng bạ trong đó, rồi họ sẽ gửi cho mình những cái mật mã như này kia, rồi sau đó mình mới setup online, rồi từ đó là sở thuế họ sẽ nối mình qua với tất cả những cái hệ thống thuế. Thì cái online này nó có rất nhiều cái lợi ích cho chính mình. Là thứ nhất là mình có thể vào trong đó mình tự mình điều chỉnh địa chỉ, số điện thoại, người liên lạc thì mình có thể điều chỉnh chứ không cần phải thông báo cho sở thuế nữa nếu mà mình có sự thay đổi. Cái điều thứ hai là mình có thể coi được tất cả những cái account, tất cả những chương mục thuế của mình trong đó, ví dụ như là về income tax, tức là thuế lợi tức, về thuế GST hay là tất cả những loại thuế khác, trong đó nó có những cái món tiền thuế bao nhiêu, mình đã trả bao nhiêu, mình hoặc còn mình thiếu bao nhiêu, hoặc là mình có bị phạt hay không, thì mình có thể coi được tất cả. Rồi đối với cái tờ BAS, khi mà mình nộp online rồi, nếu mà có cái gì sai biệt mình muốn điều chỉnh, mình có thể điều chỉnh thẳng ở trong đó được, không cần phải liên lạc sở thuế, nó rất là nhanh gọn. Thì mình có thể coi được tất cả những cái vấn đề đó khi mà mình vào trong online. Thưa anh, có rất là nhiều những cái cơ sở kinh doanh thì họ không có hoạt động,
hoặc là có thể là hoạt động trong 3 tháng này nhưng mà trong 3 tháng tới thì họ không hoạt động. Thì trong những cái trường hợp mà họ không có hoạt động như vậy, họ có cần phải khai thuế GST và mỗi quý không thưa anh? Dạ, thì chúng tôi cũng hiểu biết là khi mà kinh doanh cơ sở thì cũng có rất nhiều cái khó khăn. Thì có khi là mình hoạt động mình thành công nhưng mà cũng có thời gian mình bị mình ngưng một vài tháng bị hoặc như mắc thế lưới nào như thế đó. nào đó mình Dạ. ngưng, hay là mình đi du lịch hay này kia là mình lại Là nó trong cái không có thời thu gian nhập mình trong cái không có khoản thu đó. nhập. Dạ. Thì cũng xin thưa là khi mà mình đã vào trong hệ thống GC rồi thì cái BAS, thí dụ mình phải nộp hàng 3 tháng thì mình cũng phải nộp, dù là mình không kinh doanh trong 3 tháng đó mình vẫn phải nộp. Mình có thể đi zero vào trong đó rồi mình gửi đi đúng cái thời hạn đó. Nếu mà mình nộp trễ thì có thể có cơ hội là mình có thể bị Bị phạt. phạt. Dạ. Còn ngay cả khi mình lỗ mình vẫn phải khai, lời mình vẫn phải khai, hay là không có sinh hoạt vẫn phải khai. Còn nếu mình nghĩ là mình sẽ không có kinh doanh nữa thì trong vòng 21 ngày mình phải báo cho sở thuế để họ Đóng cái hồ sơ đó cancel, lại. họ hold cái hồ sơ của mình lại. Dạ. Sau này mình muốn xin trở lại thì cái đó cũng không có gì khó khăn. Nhưng mà nếu mà mình không muốn tiếp tục nộp cái tờ BAS trong một thời gian dài thì mình phải cancel cái registration của mình. Dạ. Có nghĩa là mình cancel luôn cái ABN của cái business hay là mình chỉ Dạ, cancel cái khi mà mình JC thôi? cancel, có thể mình chỉ cancel GST mà thôi, Dạ. có thể mình cancel luôn cái ABN. Nhưng mà thường thường trong một khi một cơ sở đang hoạt động mà muốn cancel GST, tức là nguyên cả cái cơ sở đó đã không hoạt Không động hoạt rồi thì động. mình phải cancel cái ABN luôn. Dạ. Dạ. Còn cũng thêm một trường hợp nữa tôi cũng xin nói thêm vào đây là thí dụ bây giờ chúng ta nộp cái tờ BAS tháng, trong cái 3 tháng này chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ phải đóng 3.000 đồng. Nhưng mà bây giờ tôi không có 3.000 đồng. Thôi thì tôi để cái tờ BAS để chậm thêm 1-2 tháng nữa tôi nộp có được không? Thì xin thưa là không. Mình phải nộp tờ BAS rồi có chuyện tiền bạc tính sau. Dù sao cũng phải nộp cái đơn cái đã, rồi tiền bạc mình có thể thương lượng với sở thuế được là mình có thể đóng từ từ hay là như thế nào đó. Có Chứ nghĩa là anh còn nói là nếu mà trong cái trường hợp thí dụ như mình phải móc tiền túi, mình đóng thêm cái mình bù lỗ cho cái GC, em nói là thí dụ như một cái cơ sở họ phải bù lỗ 1.000 thì cái 1.000 đó nếu mình gặp khó khăn thì sở thuế sẵn sàng cho mình trả góp phải không thưa? Thì cũng xưa xin phép cô Kim Hoàng, tôi không phải là tôi sửa cái chữ của Kim Hoàng, nhưng mà đây không phải là bù lỗ, đây là mình thâu cái GC nhiều hơn là cái tiền GC mình đã đóng, thì cái bổn phận mình phải nộp Phải cái nộp tiền tiền, GC đó vâng. đi. Nếu mình có khó khăn thì đương nhiên là sở thuế họ sẵn sàng, ngay cả những cái loại thuế khác cũng vậy, nếu mà mình có khó khăn thì mình có thể liên lạc với sở thuế để họ giúp đỡ mình để tìm cách mà giải quyết. Và cái cơ hội để mình thương lượng được mình xin trả trong vòng nhiều lần nó có cao không thưa anh? Thường thường là sở thuế họ chấp nhận cho mình được trả và tối đa là họ cho trả trong vòng 12 kỳ. Đó là trường hợp tối đa, thường thường là họ đòi hỏi mình phải trả là 2 lần, 3 lần chẳng hạn. Dạ. Nhưng mà nếu mà họ thấy mình khó khăn thì có thể họ chia ra thành nhiều kỳ. Tuy nhiên có một điều tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây là khi chúng ta đã có một cái thỏa thuận với sở thuế là chúng ta sẽ trả bao nhiêu trong bao nhiêu kỳ đó thì chúng ta nên cố gắng Đúng, mà giữ trả đúng cho nó về đúng thời hạn. và đúng thời hạn. Trở lại, nếu mà mình có khó khăn trong cái kỳ nào đó mình không trả được thì mình liên lạc với sở thuế để mình cho họ biết là kỳ này tôi không trả được thì họ sẽ giải quyết cho mình, chứ Dạ. đừng có cứ để như vậy nó qua đi, thì xin thưa là nó sẽ không qua đi, tại vì cái này nó cái system Electronic system. nó sẽ pick up ra thì nó thấy là mình không trả cái kỳ đó chẳng hạn, thì sau này khi mà mình trở lại mình muốn một cái thỏa thuận khác với sở thuế thì nó khó khăn cho mình. Dạ.